Rồi, Duy Nghĩa xin chào tất cả các anh em. Hôm nay ngày 19 tháng 2 âm lịch thì thời tiết miền Bắc trong cuối tháng giai đoạn tháng thứ hai này bắt đầu chuyển sang ấm áp dần lên, thì toàn bộ những cây trong vườn Duy Nghĩa đã bung chồi nảy nọc. Toàn bộ thì đối với những cây của anh em cũng thế thôi, bắt đầu cũng bung chồi toàn bộ hết. Thì toàn bộ cây của anh em bắt đầu là bung chồi, thì chúng ta chuyển sang chế độ chăm sóc khác đối với những cái đợt mà 2 tháng vừa rồi. Thì hôm nay Duy Nghĩa sẽ làm video clip để chia sẻ cho anh em gọi là cách chăm sóc để cho cây mai bắt đầu bung chồi cho nó khỏe và nhiều, và để chúng ta nhiều răm chi. Thì trước tiên vào vị chủ đề chính thì Duy Nghĩa sẽ quay cho anh em xem cái cây của Duy Nghĩa là tưới duy nhất một lần dưỡng rễ kích rễ Atolix cộng với Zinimincol. Thì cây này Duy Nghĩa nó phá bầu và trồng lại đối với cây mua ở trên mạng là đánh dưới đất nên. Thì đây, hôm nay anh em xem đã bung chồi toàn bộ lá rất đẹp luôn rồi. Đấy, và những cây khác trong vườn của Duy Nghĩa thế. Thì bắt đầu là bung chồi như thế này, giai đoạn bước sang giai đoạn này thì chúng ta sẽ ngưng vấn đề là kích rễ, ngưng Atolix hoặc là HB101, đó là cái gọi là thuốc gọi là chất tăng cường tăng trưởng, kích thích tăng trưởng, đó là kích gọi là chất kích rễ. Thì đến giai đoạn này thì anh em chuyển sang một cách chăm sóc khác, đó là chúng ta chuyển sang dưỡng rễ. Dưỡng rễ thì chúng ta sử dụng N3M và humic dạng humic, chẳng hạn như humic của Mỹ hoặc là mua humic của Nhật hoặc humic của Hàn Quốc, hoặc là anh em mua được cái dạng humic bột đấy là cũng gọi là nó có thành phần NPK nhé, ít tỷ lệ ít nhưng mà nó là chất gọi là phân dưỡng rễ, gọi là phân bón humic, gọi là phân bón hữu cơ đấy. Đó là chuyển sang chế độ dưỡng rễ. Thì đến đây thì sẽ chia làm hai giai đoạn, hai loại. Loại thứ nhất là cây năm nay anh em thay đất và cây anh em không thay đất. Thì anh cây thay đất thì chúng ta sử dụng như thế nào và cây không thay đất chúng ta sử dụng như thế nào, thì Duy Nghĩa sẽ quay cho anh em toàn bộ trồng cây trong vườn và đi vào thực hành luôn. Thì đến đây toàn bộ những cây của nhà Duy Nghĩa đã bung chồi toàn bộ rất là đẹp rồi, nắng ấm, thời tiết miền Bắc chuyển sang ấm áp thì đối với cây của anh em cũng thế thôi. Những cây nào chậm thì bắt đầu là bung hé nhỏ nhỏ như này đấy, còn những cây nào mạnh, cây nào nhiều thì bắt đầu của Duy Nghĩa nó hình thành lá này rồi. Và nhân tiện đây thì Duy Nghĩa sẽ trả lời cho anh em một câu hỏi là anh em hỏi bao giờ thì bón được NPK. NPK là phân hóa học, phân hữu, phân vô cơ đấy. Thì anh em nên nhớ là cái cơ đọt thứ nhất này, đây gọi là cơ đọt thứ nhất. Đây, quay cho anh em xem. Đây là cơ đọt thứ nhất. Khi nào cái lá của cơ đọt thứ nhất này nó già và chuẩn bị cái đầu búp này nó hé chuẩn bị đi cơ đọt thứ hai thì bắt đầu anh em mới vào phân được NPK nhé. Rồi, thì chủ đề chính ngày hôm nay là Duy Nghĩa sẽ chia ra để tưới dưỡng rễ cho hai loại. Một loại là cây áp dụng đối với cây thay đất và một loại áp dụng đối với cây không thay đất. Thì loại đầu tiên là những cây mà nhà anh em thay đất thì anh em sử dụng cho em N3M. N3M là gọi là cái gọi là chính thức là nó là dưỡng rễ. Dưỡng rễ nó thành phần, nó có thành phần NPK nhưng tỷ lệ rất là nhẹ, ít. Nó có 0,5% 11% là đạm này và 0,3% là lân và 2,5% là kali. Thì đây là rất thành phần rất là nhẹ, thì cứ đầu tiên anh em cưới thật loãng cho em trong cái tháng gọi là tháng 2 này và tháng 3 anh em tưới cho em một cữ nữa để cho là cái đọt chúng ta này nó đi. Thứ nhất là nó bung đọt rất là nhiều và nó khỏe, bung đọt khỏe, ra chồi mạnh. Thì đối với những cây như thế thì từ đầu đến giờ anh em chưa bón được phân, và có như là trong vườn anh em là có một tưới hai lần kích rễ Atolix, thì bây giờ chúng ta chuyển sang gọi là chế độ chăm sóc gọi là dưỡng rễ thôi, thì để cho cây của chúng ta nó có lực để nó đâm chồi, nó được khỏe. Thì chúng ta nhìn đối với cây năm nay anh em thay đất thì anh em tưới cho em N3M này với tỷ lệ rất là loãng, chẳng hạn như là 10 lít nước anh em lấy cho em 5 gram thôi. Đấy, có nghĩa là lấy cho em 0,5 gram trên 1 lít nước anh em tưới, đúng không? Đấy, chính xác như vậy. Còn đối với những cây mà không thay đất năm nay thì anh em kết hợp cho em là N3M này cộng với lại humic. Humic thì anh em có thể là mua cái humic bột này này. Đấy,
thì anh em về anh em pha, chẳng hạn như cái em đã dùng năm ngoái thì năm nay cái mẫu bao bì thì em phải vứt đi vì cho trong này nó dễ tiện sử dụng hơn. Thì Humix này em mua Humix của Mỹ, thì anh em có thể là mua ở chỗ gần nhà anh em hoặc mua trên mạng ở cái chỗ nào nhà anh em là tiện mua được. Thì hai cái này kết hợp với nhau để tưới cho cái cây mà không thấy đất, thì anh em cứ lấy cộng cái này trộn với nhau là 5 gram trên 10 lít nước, và thực tế thực hành luôn. Thì đối với những cây gọi là thay đất thì em sẽ dùng 5 gram này, 5 gram này trên 10 lít nước, có nghĩa là 0,5 gram trên 1 lít nước ấy. Em sẽ đong đấy nhá, 1 gram này, 2 gram này, 3 gram, 4 gram, 5 gram đấy. Còn đối với cây gọi là không thấy đất thì em lấy khoảng 3 gram, 3 gram N3M này đấy. 3 gram N3M này và 2 gram Humix em trộn lẫn với nhau để em tưới cho với cây không thấy đất. 1 2 Vì những cây mà thay đất thì chúng ta chỉ dùng N3M này thôi, còn cây mà không thay đất thì chúng ta kết hợp với thằng Humix nữa. Humix thì nó là dạng dưỡng dễ thôi anh em ạ, nó cải tạo đất với lại nó khử chua, khử phèn và kích thích bộ rễ chúng ta phát triển. Thì em lấy thêm 2 gram Humix này nữa đây, 1 2. Thì anh em cứ đong làm sao mà tổng cộng hai loại mà anh em kết hợp này để mà những cây tưới những cây là không thấy đất thì là 5 gram trên 10 lít nước, gọi là 0,5 gram trên 1 lít nước, và anh em lấy cho em 5 gram N3M tưới cho cây thay đất. Đấy, thì anh em cứ vậy mà đong. Nhà anh em nhiều cây thì anh em chỉ làm mô phỏng và demo, chỉ chút nữa là lát nữa em phải tưới pha nhiều để anh em dễ hình dung thôi. Đấy, đối với những cây không thấy đất thì chúng ta chỉ tưới dưỡng dễ, những cây thay đất chúng ta chỉ tưới dưỡng dễ N3M thôi. Vì tháng này chúng ta chưa bón được phân NPK thì chúng ta bổ sung cho nó dưỡng dễ để nó có dinh dưỡng để nó kích thích bộ rễ chúng ta phát triển, và cái chồi chúng ta đâm ra khi nó bung ra thì nó sẽ được khỏe mạnh, vì là nó phải đi hết cơ đoạn một thứ nhất này thì bắt đầu chúng ta mới bón được phân. Đây, ý nghĩa sẽ thực hành tưới luôn cho anh em coi nhé. Đấy, cây này cây mà ý nghĩa thay đất này. Đấy, thay đất phá bầu đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Đây, nhưng mà hôm nay là lá đâm ra rất là đẹp, ok rồi. Và cây này dinh dưỡng năm nay cũng thay đất này. Đấy, là vừa là rắc vôi vắc vôi anh ạ. Đấy, ý nghĩa là vừa là hôm qua là rắc vôi để cho nó khử nấm khử ấy trên mẫu đất, khử vi khuẩn vi trùng trên mẫu đất. Anh em có thể là áp dụng theo cách của duy nghĩa là rắc đi vôi trên mặt này để nó khử chua này, vậy khử trùng. Duy nghĩa tưới nhá, đây là từ cây, những cây mà thay đất thì anh em chỉ tưới cho em N3M thôi, rất dễ thôi. Rồi, duy nghĩa mô phỏng những cây thay đất thôi nhá, còn những cây mà không thay đất, những cây không thay đất thì duy nghĩa sẽ tưới kết hợp với Humix N3M. Anh em kết hợp như vậy anh em tưới cho em. Đây, cây không thấy đất nha anh em nhé. Đây, tưới cho nó để nó có cái chất gọi là dưỡng rễ, cây cái rễ chúng ta, bộ rễ là chúng ta nó khỏe mạnh thì cái chồi chúng ta đâm ra khi mà nó phóng ra rất là đẹp, mà nó mập mạp anh em hiểu chưa, mập mạp. Đây, cây này duy nghĩa không thấy đất này. Đây, cây này nói qua cho anh em xem nữa là cái cây này của duy nghĩa là năm nay là sâu này, xả tàn thật sâu để lấy lại cái form dáng, làm lại cái form dáng. Đây, cây cây này duy nghĩa năm nay xả là không thấy đất nhé. Đấy, cây kia đây, anh em có thể kết hợp một cái vôi, anh em rắc cái vôi lên trên để cho nó khử chua và khử khuẩn. Cái vôi cũng rất là tốt đấy anh em, rất là tốt luôn. Đấy, cái này
Bây giờ nhà anh em chậm thì nó ít ra nó cũng khởi đâm được như thế này rồi. Đấy, anh em nhìn rõ. Bây giờ nó ít, đây là cái này, là cái này chậm này. Còn cây nhiều, nhanh thì nó đã lá xanh mướt rồi. Đấy. Tưới thêm cho cái này nữa. Rồi, ý nghĩa là mô phỏng một số cây để anh em được tham khảo và được biết cái thực hành của Duy Nghĩa. Thì hôm nay là Duy Nghĩa sẽ chia sẻ cho anh em gọi là cách tưới phân dưỡng rễ đối với những cây mai ở miền Bắc. Thứ nhất là cây không thay đất, chúng ta kết hợp với humic và N3M, anh em lấy cho em là 0,5g trên 1 lít nước. Và anh em tưới cho em cây thay đất thì anh em tưới cho em độc riêng N3M thôi. Anh em cũng lấy cho em 0,5g trên 1 lít nước anh em tưới cho cây. Thì đối với vấn đề tưới nước thì gần như từ Tết giờ Duy Nghĩa chưa tưới nước một lần nào nhé. Chỉ tưới 1-2 lần kích rễ, và này là lần thứ 3 là tưới dưỡng rễ đối với cây mai trong vườn Duy Nghĩa. Vì thật sự là thứ nhất là mùa vào đầu là mưa lồm ẩm nhiều, và thứ hai nữa là bộ lá chúng ta chưa có thì chúng ta không tưới được nước. Và điều quan trọng nhất để trồng mai thành công thì chúng ta phải nhìn bầu đất chúng ta tưới nước, và nhìn lá chúng ta bón phân. Đấy, nhìn lá thứ nhất là nhìn bầu đất, nếu nó khô thì anh em mới tưới nước, còn ướt thì thôi. Còn lá, chúng ta nhìn lá là đoán được cái lá nó già, cây nó cần cái gì thì chúng ta bón cái đấy, và chúng ta lá của chúng ta bị bệnh gì chúng ta phun cái điều trị cái bệnh đó. Rồi thì video ngày hôm nay là Duy Nghĩa chia sẻ cho anh em gọi là cách tưới dưỡng rễ lần thứ nhất. Thì sang tháng anh em tưới cho em một lần nữa là thôi, và đoán cái đợt thứ nhất là nó già và bắt đầu chuẩn bị cây đi cái đợt thứ hai. Cái đợt thứ nhất này nó già này anh em này. Đấy, đi cái đợt thứ hai thì anh em bắt đầu tiến hành bón NPK được. Rồi thì Duy Nghĩa sẽ chia sẻ cho anh em từng bước, từng giai đoạn để anh em tiện để tham khảo và áp dụng theo cây của mình. Thì đến đây là video đến đây kết thúc. Thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn anh em vào video tiếp theo.